vùng tự trị Kurdistan ở Iraq đòi bỏ phiếu ly khai. Tổng thống vùng tự trị Kurdistan của Iraq đã yêu cầu quốc hội vùng này chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập. Ông Masoud Barzani nói với cơ quan lập pháp của khu vực trong một bài phát biểu hôm thứ Năm rằng giờ là lúc để quyết định về quyền tự quyết và không phải chờ đợi người khác quyết định thay. Ông Barzani đã yêu cầu các nhà lập pháp lập một ủy ban để tổ chức trưng cầu dân ý và định ngày bầu cử. Diễn biến này xảy ra vài ngày sau khi quốc hội mới của Iraq kết thúc phiên họp đầu tiên kể từ cuộc bầu cử tháng 4 mà không chọn được một thủ tướng mới. Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đang lâm vào tình thế khốn đốn khi ngày càng nhiều người đòi ông từ chức và để quốc hội Iraq bầu chọn thủ tướng mới. Cho đến nay, vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào là ông Maliki sẽ thoái nhiệm. Chính quyền Obama giữ quan điểm rằng Iraq vẫn phải thống nhất nếu nước này vượt qua được xung đột giáo phái đã giết chết hàng ngàn người và đang đe dọa lật đổ chính phủ Iraq.